Chuyện ma kinh dị với nhan đề Nghiệt Oan, tác giả Nguyễn Lành. Ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang cá nhân tác giả nhé. Mình có để thông tin trong phần mô tả. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng thưởng thức video. Đỗ Khanh và Thơm cưới nhau cũng hơn 2 năm rồi. Khanh tính tình thô lỗ, lại là người đam mê tửu sắc, thích lời nói hoa mật. Ngày trước cũng vì ham hố cái chữ trinh của gái nhà quê mới lấy Thơm về làm vợ, chứ thực chất cũng chả yêu đương gì. Còn Thơm vốn là người con gái nông thôn, thủy mị, trầm tính, chịu đựng, lại thuộc kiểu phụ nữ không trưng diện điều này, khiến Đỗ Khanh càng lúc càng ngán ngẩm. Y gia đình bề thế cũng dạng nhất nhì trong vùng, nên Khanh mượn tiếng thiếu gia, tán tỉnh, cặp kè hết cô gái này đến cô gái nọ. Thơm biết chuyện cũng coi như không, vì vốn dĩ cô lấy Đỗ Khanh cũng chỉ để trả nợ cho cha mẹ. Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là bà Đỗ. Mẹ chồng cô suốt ngày cứ đặt nặng vấn đề con cái, trong khi bà là người biết rõ nhất con trai bà như thế nào. Cả tháng Đỗ Khanh chỉ ngủ với cô vòn vẹn cũng chỉ một lần. Còn lại thì đi biền biệt thì lấy đâu ra mà có con. Ở ngoài sân bà Đỗ vẫn đang ngồi trên tấm phản nhai cơi trầu, thấy Thơm đi ngang qua bà nhổ phẹt ra, miệng chép chép. Cây độc không trái, gái độc không con. Má, sao má lại nói con như thế? Còn hỏi lại tôi nữa hả? Nhà này vô phúc lắm, mới vớ được thứ con dâu như cô, lấy nhau cả 2 năm mà không ra nổi thằng cu cho tôi bồng. Lấy gì mà nối dõi hử? Thưa má, con cái là lộc trời ban, con có muốn cũng không được mẹ. Vậy chắc cha cô ăn ở thất đức, nên cô không hướng được lộc chứ gì. Thơm cắn chặt môi, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào đáp. Thưa má có nói gì con cũng được, xin đừng lôi tía con vào, má cũng thấy đấy. Chồng con đi suốt thì lấy đâu mà có con ạ? Bà Đỗ chề cái môi dày ra đằng trước, hất thẳng ly nước chè xanh đang cầm trên tay như có ý dằn mặt, mắt trợn lên, chỉ tay vào mặt Thơm quát lớn. Xía, cái loại như nhà cô mà cũng sĩ diện à? Đã sĩ diện sao không kiếm nhà như nhà cô mà lấy? Không phải cô ham tiền nên gạ gẫm thằng Khanh hả? Con nhà công không giống lông cũng giống cánh, cha má cô thì đẻ nguyên 5 con vịt trời, còn cô thì dặn hoài cũng chả có con. Cô làm vợ kiểu gì mà con tôi nó chán, nó phải ra ngoài thế hử? Ngày xưa 1-2, nó đòi cưới cô cho bằng được mà. Thưa má, con vào nhà chuẩn bị đồ tắm cho chồng con. Lỡ chồng con về thì ảnh tắm à? Xía! Nhìn cái bản mặt là đã khó ưa. Sen đâu? Mày pha lại cho tao ấm chè xanh, chớ tao đổ đuổi chó hết rồi. Tiếng con sen ở dưới bếp hỏi vọng ra. Ủa, nhà mình đâu có chó? Bà mới mua chó hả? Bình thường bà ghét chó lắm mà. Sẵn đang tức nên bà Đỗ quát luôn cả sen. Tao bảo mày pha thì mày pha, mày còn chả treo nữa à? Trời ơi là trời, nhà này vô phúc sao toàn gặp kẻ chả treo. Sen nghe vậy thì lật đật vò chè nấu nước, miệng không quên lẩm bẩm. Chắc là vừa bắt nạt mợ hai xong, tội nghiệp mợ hai thiệt chứ. Ở trong phòng, Thơm khóc thút thít. Cô vừa suy nghĩ mông lung, vừa ngồi nhìn mình qua tấm gương phía đầu giường mà bấy lâu nay cô chẳng ngó ngàng tới. 2 năm hôn nhân, cô được gì ngoài khoản tiền trả nợ cờ bạc cho cha? Được chứ? Cô được thêm nước mắt, thêm sự ghẻ lạnh và thêm cả sự khinh bỉ của nhà chồng. Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách reo ầm ĩ kèm theo tiếng gọi của Sen. Mợ hai ơi, có người gặp à? Không biết ai lại gọi cho Thơm nữa. Từ ngày lấy chồng, giờ có ai điện thoại kiếm Thơm đâu. Cô lã chá bước nhanh ra phòng khách nhấc máy alo, đầu dây bên kia giọng bà Năm, run run như xúc động. Thơm hả bay? Má đây, bay đi đâu mà lấy chồng xong là bỏ má luôn hả? Má ơi, con xin lỗi, tía má và các em vẫn khỏe chứ? Má khỏe, tía bay ông hối hận rồi. Ông nói nếu ông không nghe tụi kia bài bạc, thì bay không phải lấy chồng xa đâu. Chia cắt bay với thằng Tư ông cũng xót xa lắm. Thằng Tư từ ngày bay lên huyện ngày nào nó cũng thất thần. Nó sang đây hỏi má mấy lần địa chỉ nhà bay, nhưng má sợ nó thương quá, làm liều, nên má nói không biết. Má, điện thoại đâu mà má gọi cho con? Nhà cô Tám mới mua đó. Nhớ bay má lấy cái số bữa bay cho má, nhờ cô Tám gọi. Mà công nhận hay ghê, bấm bấm mấy con số là nghe bay nói. Mà chồng bay đâu, nhà chồng có thương bay không? Thơm cố kìm nén cắn chặt môi đến bật máu, để không phải khóc bật thành tiếng, nước mắt cô giàn giụa. Dạ, má chồng con tốt lắm, chỉ dạy con đủ điều. Chồng con cũng chiều chuộng và thương con nhiều, nên má đừng lo,
Má nhớ dặn tía giữ gìn sức khỏe, mai mốt con rảnh con về thăm. 2 năm hơn rồi, bay không về, cũng chả thư từ, tía má đêm nào cũng không ngủ được. Dạ, tại, sướng quá con quên. Được vậy má mừng lắm bay, thôi thôi má về, chứ tía bay ở nhà với tụi nhỏ ổng cũng nóng ruột. Má, nãy má nói anh Tư khỏe không má? Khỏe thì thanh niên sao không khỏe được, nhưng nó không như trước nữa, chẳng nói chẳng rằng. Thôi thôi đừng hỏi nữa, má về. Mãi mê nói chuyện với bà Năm, Thơm đâu biết Đỗ Khanh đã đứng sau lưng cô hồi nào. Hắn đưa tay lên vai khiến cô giật mình. Hỏi thăm tình cũ, ý gì đây? Tiếc nuối à? Mình về rồi hả? Mình vào tắm, rồi em dọn cơm mình ăn. Tôi đang hỏi cô, sao cô không trả lời? Em nói chuyện với má tiện thể hỏi thăm, chứ có ý gì đâu mình. Thôi đi, cô đúng là, ngày xưa vì tiền mà bỏ người yêu để lấy tôi, hôm nay lại còn tỏ lòng thương hại nó à? Chẳng hiểu sao nhìn cái bản mặt giả tạo của cô, tôi lại chẳng muốn ở nhà. À, mà tháng trước tôi cố tình thả tới giờ, cô cũng chưa dính à? Cô có phải đàn bà không mà không biết sinh nở vậy? Nói xong, hắn vùng vằng quay lưng dắt xe bỏ đi tiếp. Còn Thơm dường như đã ngoài sức chịu đựng. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, ôm ngực khóc nức nở. Dưới ánh đèn mờ ảo của tiệm cà phê là bóng dáng của Khanh đang ôm ấp Vân. Hắn ve vuốt bàn tay thô ráp lên cái đùi trắng nõn nà, rồi hì hụp mặt vào bầu vú căng tròn, đê mê thưởng thức. Hắn say sưa hôn tới tấp từ cổ lên môi, rồi từ môi xuống cổ. Đôi bàn tay tham lam sờ soạng khắp thân thể Vân, khiến cho Vân nhõng nhẽo. Anh này, em đóng cửa vì anh rồi. Giờ có thương em không? Cục vàng của anh, sao không thương được? Này anh cho em tất. Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra cả sấp tiền giấy, nhét thẳng vào khe ngực của Vân. Tay vẫn không quên xoa nắn đôi gò bồng. Nhiều đây đủ bao em đêm nay chưa? Như hiểu ý hắn muốn gì, Vân lườm mắt tình tứ, rồi đẩy Khanh nằm ngửa ra. Cô bắt đầu mơn trớn từng thớ thịt trên cơ thể, khiến hắn sung sướng nhắm mắt hưởng thụ. Sau cơn mây mưa, Khanh ngủ thiếp đi. Vân đưa tay lên bụng cô xoa xoa, thì thầm vừa đủ bản thân nghe. Thôi thì đã lỡ, vậy cứ để quạ nuôi con tú hú, ta lại được Thơm lây. Rồi nhìn Khanh nhếch môi nở nụ cười gian xảo. Một lúc sau, chợt Khanh thức giấc vì tiếng khóc thút thít của Vân. Cô ngồi phía bàn trang điểm, mắt đờ đẫn nhỏ lệ. Em làm gì thế? Sao lại khóc? Vừa nói hắn vừa lom khom bò dậy bước xuống giường lại chỗ của Vân. Trong tay Vân vẫn cầm sấp tiền mà lúc nãy Khanh đã cho. Anh giữ lấy đi. Sao vậy? Hôm nay lạ à nha, mọi hôm quý tiền hơn cả mà. Hắn liếc mắt ngang dọc như suy nghĩ điều chi rồi nói tiếp. Muốn gì thì nói, chứ anh hiểu em quá mà. Em, anh có nhớ lần trước mình ân ái không? Có, nhiều lần, lần nào mới được. Hình như em có thai rồi. Cái gì? Cô có thai ư? Mà chắc gì là của tôi. Tỏ vẻ đáng thương, Vân cúi ngầm mặt nức nở khóc. Anh thấy rồi đó, 2 tháng nay từ lúc quen anh, em có mở quán tiếp ai nữa đâu. Sao anh nỡ lòng nói em như vậy? Em biết mình là phận làm gái nên chẳng dám đòi hỏi. Đây là con anh, lương tâm không cho phép em giấu anh. Nếu anh phủi bỏ trách nhiệm thì em phá bỏ cái thai này. Khanh bị thuyết phục bởi giả thiết của Vân. Hắn vò đầu lúng túng tỏ ra mừng rỡ. Ừ, cũng phải, đúng là con anh. Anh được làm cha rồi. Hay quá. Không, không được bỏ. Anh sẽ đón em về nhà làm vợ bé của anh, chịu không? Vân phụng phịu khẽ đáp, em chịu. 2 hôm sau Khanh trở về nhà. Dĩ nhiên là dắt theo cả Vân nữa. Thơm cũng chẳng mấy làm lạ, còn vui mừng trông thấy khi biết Vân mang thai. Phía bà Đỗ thì khỏi phải nói, bà sung sướng tột cùng, gọi cái Sen và Thơm lại bà nói. Con Sen, con Thơm, kể từ hôm nay phải chăm sóc mợ ba, cẩn thận, nhớ là cơm bưng nước rót, mỗi ngày trưng huyết yến cho mợ ba nghe không hử. Con Sen vốn đã thương Thơm, nay nghe như vậy nó càng tức, nó cau mày đáp trả. Con làm thì được, chứ sao lại bắt mợ hai làm nữa? Mợ hai đi hầu mợ ba, ngộ nha. Mày lại trả treo, có tin tao đuổi việc mày không hả con? Thấm thoát cũng đã hơn 5 tháng, Vân bây giờ bụng đã vượt mặt. Được sự cưng nựng của bà Đỗ với Khanh, cô càng ngày càng quá quắt. 5 lần 7 lượt hãm hại không thành, nên cô luôn bày mưu tính kế để kiếm cớ đuổi Thơm ra khỏi nhà. Hôm đó, trời mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng. Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Vân khóc lóc, Khanh mặt bần thần. Cả hai người luống cuống chạy sang phòng bà Đỗ, đóng chặt cửa và bàn bạc điều gì đó rất lâu. Một lúc sau chỉ mình bà Đỗ trở ra, mặt cũng tỏ vẻ lo lắng như cố giấu giếm điều gì. Bà lại gần nói ngọt với Sen. Ngày mai bà cho con ít tiền, con thu xếp về nhà thăm nhà vài hôm,
chứ con lên đây cũng lâu rồi, chắc ba mẹ trông lắm. Thật thế hả bà? Con cảm ơn bà, con đi dọn vài bộ đồ. À, bà dặn nè, tối nay ở trong phòng khỏi cần qua phòng lo cho mợ ba nha. Có bà rồi. Coi ngủ sớm mai lên đường. Dạ, con biết rồi ạ. Nói xong bà quay lưng đi không quên với lại. Nhớ đừng vào phòng mợ ba nghe không? Sen mừng rỡ, cuống quýt chạy đi kiếm Thơm để khoe, nhưng kiếm khắp nhà cũng không thấy Thơm đâu. Quay lại phòng mình, Sen lẩm bẩm. Ủa lạ nha, mọi hôm xin bà mỏi mòn mà bà có cho đâu. Sao hôm nay bà tốt thế, hèn gì mưa to. Mợ hai, trời đang mưa to thế mà đi đâu không biết nữa. Sen ngẫm nghĩ tí, thì cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm gió càng lúc càng thổi mạnh. Cánh cửa sổ tự nhiên bật chốt mở toang. Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho Sen giật mình tỉnh dậy. Nhìn ra cửa sổ, một màn trời tối đen, ngọn đèn dầu ở trong phòng không hiểu sao gió mạnh vậy mà không tắt. Ánh đèn hiu hiu đủ cho Sen thấy Thơm đang đứng nhìn mình, gương mặt buồn rười rượi, mái tóc xõa che mất nửa mặt, đôi mắt long lanh ứa lệ, con ẩm trên tay đứa bé da đỏ hòn. Người trần truồng như nhộng, cứ luôn mồm khóc ngoe ngoe như là tiếng kêu của con mèo con. Sen dụi dụi mắt, tưởng mình nằm mơ nên cố nheo má vài cái cho tỉnh. Ui da, đau thế, đâu phải là mơ. Thơm vẫn đứng đó, đờ đẫn nhìn Sen chẳng nói câu gì. Sự im lặng của Thơm khiến cho căn phòng như lạnh thêm. Cái lạnh khiến cho toàn bộ cơ thể Sen nổi hết gai ốc. Lấy lại bình tĩnh, Sen hỏi. Mợ hai, mợ đi đâu về mà vào phòng con khuya vậy ạ? Mợ bế con ai vậy mợ? Vẫn im lặng, Thơm không trả lời. Dường như không chịu thêm được nữa, Sen đứng bật dậy chạy lại phía Thơm. Nhưng càng tiến gần thì Thơm càng lùi lại phía sau. Căn phòng như dài ra cả trăm mét. Sen dù bước cả trăm bước cũng không thể nào chạm được Thơm. Sen bắt đầu thấy sợ, nó hoảng hốt đến phát khóc, tay chân như muốn rã rời, miệng lắp bắp. Mợ hai, mợ làm sao vậy ạ? Mợ nói gì đi, đừng làm con sợ nữa. Mợ ơi, tối tới giờ mợ đi đâu sao giờ lại thế này? Con ta đói. Con ta khóc. Con ta khóc vì con ta đói. Câu nói của Thơm vừa nói ra, nó cứ lặp đi lặp lại. Thơm đứng nói trong phòng, nhưng sao nghe như trốn xa xăm vọng về, hòa với tiếng mưa đêm, tiếng gió rít gào, tiếng khóc the thé. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh nghe rợn người. Bất giác Sen như bị thôi miên, đôi mắt không hồn, bước đi lững thững từng bước về phía nhà bếp. Cô vô thức lấy nắm gạo cho vào nồi, đun lửa và nấu một nồi cháo loãng. Ở góc tối căn phòng, Thơm vẫn ngồi đó một tay ấm đứa bé, tay còn lại bón từng thìa cháo, mắt ứa lệ nhưng môi nở nụ cười ma mị. 5 giờ sáng. Sen ơi, Sen, dậy chưa con? Sen à, dậy lên đường về nhà kẻo mấy em nó trông. Tiếng bà Đỗ la in ỏi từ phòng khách. Bà đi về phía phòng Sen, thì thấy cửa nẻo mở toang hoang. Nghĩ bụng là Sen đã về, nên bà quay lưng chạy nhanh về phía phòng mình, đóng chặt cửa và bảo với Khanh. Thôi thì chuyện đã lỡ, má chỉ có mình con. Nhất định chuyện này không để ai biết ngoài ba má con mình. Nếu không, con mà có bề gì má cũng chả thiết sống. Còn Vân, con phải thật bình tĩnh, không khóc nữa, giữ gìn sức khỏe để Gia Bảo phát triển khỏe mạnh. Má liệu có sao không má? Con không cố ý, chị ấy muốn xô con té nên con mới. Im. Không nhắc nữa, bây giờ con theo Khanh xuống nhà bếp kiếm gì ăn lót dạ. Cháu má đói là không được đâu, ăn no rồi tính tiếp. Đỗ Khanh như chẳng để ý bà Đỗ nói gì, nên cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm. Chết chết rồi, giờ làm sao? Phải làm sao? Mày im ngay không Khanh, má đã biểu lộ cho con Vân nó ăn uống trước đi. Con cứ đơ đơ vậy, có giải quyết được gì không? Tâm trạng nào mà ăn với chả uống nữa má. Má dắt Vân đi giùm tôi cái. Bà Đỗ lắc đầu chép miệng kéo tay Vân. Đi xuống đây với má. Má trưng yến cho con ăn. Chứ cả đêm không ngủ chắc Gia Bảo trong bụng cũng mệt rồi. Dạ má. Nhưng má ơi, liệu? Liệu có ai biết chuyện không má? Má không nói, con không nói, thằng Khanh không nói, thì chỉ có ma quỷ mới biết, mà chết là hết. Chứ ma quỷ lấy đâu ra? Bà Đỗ vừa dứt lời, thì ở đâu trong xó bếp, con mèo đen nhảy bổ ra cửa, khiến cho Vân hét toáng cả lên. Cả bà Đỗ và Vân lại càng giật mình khi thấy Sen nằm bất động dưới đất, ngay cạnh tủ chén bát. Ở trên bàn ăn, một chén cháo loãng đã bốc mùi hôi chua thum thùm. Vân nhìn mà bịt mũi nôn luôn cả mật xanh mật vàng. Bà Đỗ rón rén đi lại chỗ Sen, lay mạnh. Sen, con này sao không ngủ trong phòng mà lại nằm đây? Sen mở mắt ngơ ngác nhìn bà Đỗ. Ủa, sao con nằm đây vậy bà? Bà có biết đâu, bà tưởng con về quê rồi chứ. Con, sao con chẳng nhớ gì hết? Con chỉ nhớ đêm qua con đi kiếm mợ hai. Nghe đến đây Vân không còn chịu được nữa, cắt ngang lời Sen. Cô hỏi dồn dập,
Kiếm mợ hai, kiếm đâu, mày kiếm ở đâu? Có vào phòng tao không? Sợ Vân kích động sẽ làm lộ chuyện nên bà Đỗ ngăn lại. Cứ từ từ, để má. Quay mặt sang Sen, bà đỡ Sen ngồi dậy hỏi tiếp. Sen, con nghe bà hỏi nè, con kiếm mợ hai ở đâu? Kiếm ra không con, rồi sao con nằm đây? Nói bà nghe bà cho thêm tiền về quê. Con, không vào phòng mợ ba đâu, mợ ba đừng la con. Con kiếm mợ hai mà kiếm hoài không ra, sau đó con trở về phòng leo lên giường nằm ngủ, rồi con chẳng nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì bà biết rồi đó, sao con nằm ở đây? Sao đầu con đau quá? Bà Đỗ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không sao, chắc con mơ ngủ nên lung tung thôi, không sao hết. Bây giờ đứng dậy rồi về quê. Bà ơi, con mệt quá, hay bà để con nghỉ chút? Trưa con về được không? Không được, con phải về bây giờ. À, do thế này, tí nữa gia đình bà đóng cửa đi thị trấn thăm bà con, nên con phải về bây giờ. Ủa, rồi mợ hai đâu? Có đi chung với bà luôn không? Không, mợ hai. Mợ hai, à bà cho mợ hai về thăm nhà chiều qua rồi. Thôi, nhanh thu xếp đi kẻo lỡ việc bà. Sen đứng dậy ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà bản thân không nhớ nổi. Suy nghĩ mông lung càng khiến cô bức bối khi chẳng ai có thể trả lời được một mớ hỗn độn khó hiểu như thế này. Lòng Sen như lửa đốt, ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh rít lên từng cơn hối hả. Ông trời như chẳng muốn Sen ra khỏi nhà lúc này. Nhưng phận kẻ ở nào dám trái lệnh chủ, cô khăn gói và bước đi thẫn thờ dưới cơn mưa trái mùa. Cuối cùng thì Sen cũng ra khỏi nhà. Bà Đỗ mừng rỡ, bảo Khanh đi đóng hết các cửa nẻo lớn nhỏ, rồi ba người cùng khép nép, từng bước, e dè tiến về phòng Vân, căn phòng chứa bí mật động trời, với tội lỗi của những kẻ độc ác tàn nhẫn vô lương tri. Thấp thoáng trong phòng là bóng dáng cao cao của Khanh, dáng mập mạp của bà Đỗ và dáng bầu bì của Vân. Cả ba người hì hục kéo lê lết một thứ gì đó. Tiếng Vân thì thào. Má ơi! Con nghe bảo khâu mồm lại thì chẳng sợ phải nói cho ai nghe. Tiếng Khanh thêm lời. Tôi cũng nghe người ta nói móc mắt thì nó chẳng thấy đường để về báo mộng. Tiếng bà Đỗ tỏ vẻ đồng thuận. Ừ, thì làm. Lấy kim khâu mồm rồi móc mắt luôn. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ búa, tiếng sẹt sẹt leng keng của những chiếc đinh khi va chạm vào nhau, tiếng hối thúc của bà Đỗ. Nhanh lên, đóng thêm 4 cái đinh nữa, ở hai tay hai chân đó. Cánh cửa được Vân từ từ mở ra, bà Đỗ và Khanh, hai người hai đầu khiêng một cái bọc đen. Trên mặt họ tỏ vẻ mệt mỏi, mồ hôi vã ra lấm tấm hòa chung với nước mưa, khiến cho gương mặt họ trông càng phờ phạc thêm. Bà Đỗ vừa khiêng vừa thở hổn hển. Nghỉ chút đi con, má không đi nổi nữa. Ừ, tôi cũng mệt, má nó. Không biết ăn gì mà nặng khiếp, người thì ốm nhom chứ đâu mập mạp gì mà nặng như cả ta ấy. À, giờ khiêng đi đâu má? Ờ, nãy má nói ở trong phòng con không nghe à? Giờ khiêng ra sau vườn, đôi xuống cái giếng là xong, nằm trong vườn nhà nên chẳng ai biết đâu, con an tâm. Ủa mà Vân đâu má? Má đâu biết, nó vừa đi sau lưng đó mà. Cả hai người đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy Vân. Khanh sốt ruột la lớn. Vân ơi, Vân, em đâu rồi vậy? Chắc nó mệt nên vào nghỉ đấy. Má con mình giải quyết của nợ này đi rồi vào kiếm gì bồi bổ, chứ má cũng mệt lắm rồi. Bà Đỗ và Khanh lại hì hục với cái bọc đen. Nó nặng mà phải nói là Khanh còn méo mặt. Bình thường bế Vân bầu bì mà cũng không nặng bằng. Quãng đường từ phòng Vân ra cái giếng sau vườn chỉ vỏn vẹn có 200 mét mà phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới ra tới nơi. Phạch! Cả hai thả cái bọc đen xuống giếng, không quên ném thêm cả vài chục cục đá, lớn có nhỏ có. Giếng không có nước, những cục đá được ném xuống va chạm vào thành giếng, tạo thành âm thanh cốp cốp. Con bê thêm tấm bê tông này, chăn lên miệng giếng luôn đi Khanh. Thế được rồi, trong nhà mình mà má lo gì? Nghe má đi, lỡ con Sen phát hiện thì chết cả đám. Má lo quá, nó mà biết, thì tôi cũng cho nó nằm dưới giếng luôn. Nói thì nói thế, nhưng hắn vẫn nghe theo bà Đỗ, đi lại phía gốc chuối, bê tấm bê tông chặn ngang miệng giếng. Thế là xong xuôi, cả hắn và bà Đỗ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thỏa mãn rồi quay lưng đi vào nhà. Vừa đi được vài bước, Khanh đưa tay lên đỉnh đầu hoảng hốt. Máu! Ai? Ai ném đá vào đầu tôi, má phải không? Má ném làm gì? Mà má đang đi cạnh con, lực đâu ra mà ném? Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Khanh cau mày hét lớn. Tao mà biết con nào thằng nào ném tao là tao cho nằm luôn dưới giếng. Thì tao đã nằm dưới giếng rồi đấy. Cả Khanh và bà Đỗ giật mình khi nghe câu đáp trả, nhưng giật mình hơn cả là câu nói đó được phát ra từ miệng của Vân. Cô đứng đó vẫn cầm trên tay một cục đá khác,
miệng nhễu nhão nước, mắt trợn trừng trắng răm le nhìn hai người họ. Cô... À, em nói gì vậy Vân? Đúng rồi đó, con không được khỏe hả Vân? Khanh và bà Đỗ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải Vân đang áp lực quá không? Tiếng Vân hôm nay lạ lắm. Mọi hôm ngọt ngào trong trẻo thế kia, mà sao thoáng chốc lại đổi giọng, khàn đạnh lùng thế này chứ? Ha ha ha, tao ở dưới giếng, tao ở trong phòng, tao ở trên giường, ở luôn dưới bếp. Bà Đỗ đứng chôn chân dưới đất, tay chân như ngã quỷ, miệng cứng đơ không nói được câu gì. Còn Khanh bản tính vốn lì lợm, chẳng tin vào mấy chuyện ma cỏ, nên hắn cáu gắt ra mặt. Cô bị điên hả? Đang bầu bì ăn nói linh tinh, thằng nhỏ có chuyện gì thì cô ở dưới giếng thật đấy. Đứng đó mà đùa. Thì tao ở dưới giếng mới lên. Khanh chẳng nhịn nổi nữa, hắn chạy qua tát mạnh vào mặt Vân một cái, khiến Vân ngất xỉu ngã nhào xuống đất. Bà Đỗ thấy vậy, hốt hoảng chạy lại lấy chai dầu gió thoa cho cô. Vừa thoa bà, vừa hối thúc Khanh nhanh nhanh bế Vân vào phòng. Nửa tiếng sau Vân tỉnh dậy, cô ngơ ngác khi mọi ánh nhìn đều đổ về cô, chỉ chờ nghe câu giải thích. Thế nhưng bản thân cô lại chẳng nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Má sao? Sao má với anh Khanh nhìn con kỳ vậy? Cô còn hỏi. Xíu nữa tôi xém chết vì cô đây này. Khanh vừa nói vừa đưa tay lên chỗ đỉnh đầu đã được bà Đỗ cầm máu. Anh nói gì? Em không hiểu. Má, anh nói gì vậy má? Mọi chuyện thế nào? Sở Vân kích động khi biết chuyện lúc nãy, cô làm nên bà Đỗ tiến lại gần vuốt ve cái bụng rồi nói. Không có gì cả. Cha Gia Bảo nói linh tinh phải không nè? Gia Bảo nhanh lớn ra đây bà ẵm nhé. Má, vậy còn giải quyết thế nào rồi má? Xong rồi con ăn chén yên má vừa trưng rồi nghỉ ngơi nha. Đừng nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng đến sức khỏe. Đưa chén yến cho Vân. Bà đứng dậy lấy nón che đầu, rồi ngoe ngoải cái đít tròn quay đi về phía cổng lớn, vẫn không quên ngoái đầu nói vọng lại. Ở nhà trông chừng Vân, má ra chợ kiếm gì về nấu cơm. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm, phải chi có con Sen thì hay rồi. Mà đúng thật, chắc cũng hơn 5 năm kể từ khi ông Đỗ mất, bây giờ bà mới xách đít đi làm việc nhà. Lúc ông Đỗ còn sống, ông làm chức quan trên huyện. Bà Đỗ ở nhà lo tề gia nội trợ, phải nói bà đảm đang hơn ai hết. Nhưng khi ông Đỗ lâm bệnh qua đời thì bà dỡ trứng, lười biếng ra mặt, cậy vào gia tài để lại bà suốt ngày xe xua trưng diện. Việc bếp núc, dọn dẹp, bà bỏ tiền mướn Sen về lo liệu. Bà đi một lúc thì xách về nguyên cái đầu heo, còn hí hửng khoe với Khanh là vì bà nhanh tay mới được cực phẩm tươi ngon như thế. Hì hục cả mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi mồ kê dễ dãi. Mãi tới 19 giờ tối cuối cùng cũng xong một nồi cháo nhìn hấp dẫn vô cùng. Má ơi, nhà mình còn rượu không? Hình như trên bàn thờ cha con đó có hũ rượu thuốc tháng trước mà mới ngâm. Má bưng xuống đây dùm tôi. Má cho tôi cái mắt heo, mắt này mà làm tí rượu thì khỏi phải nói. Cả ba người đang ăn ngon lành, bất chợt Khanh ném chén cháo xuống đất cái phạch. Hắn hoảng sợ la lên. Mắt. Mắt heo nó nhấp nháy, nó liếc qua lại nữa kìa má. Ha ha, làm gì có chuyện đó, chắc con uống rượu vào rồi nhìn gà hóa quốc chứ gì. Đưa chén đây má múc lại con mắt khác cho, còn một con này thôi đấy, đừng hất nữa nhé. Bà lấy trong tủ ra cái tô khác múc nguyên con mắt to đùng cho Khanh. Hắn lật qua lật lại nhìn kỹ 2-3 lần mới dám đưa tay bưng lấy tô cháo. Khanh đưa con mắt heo lên gần miệng, hắn ngờ ngợ mường tượng con mắt nhìn rất quen. Tay run run đưa con mắt vô miệng cắn một phát thì nghe một mùi tanh nồng. Nhìn lại trong tô cháo một màu đỏ tươi toàn máu là máu. Nửa con mắt mà Khanh cắn còn lại đang trợn trừng nhìn vào bàn mặt khốn nạn của hắn. Trời, ma, sao nữa con? Má có thay vấn đề gì đâu, con làm sao à? Bà Đỗ và Vân vẫn bình thản húp từng ngụm cháo một cách ngon lành. Chợt Khanh trố mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa sổ. Ở trên phiến bê tông mà hồi trưa hắn dùng để lấp miệng giếng, có người con gái tóc tai rũ rượi, áo quần bê bết máu, ẵm trên tay đứa bé, đu đưa theo những con đom đóm, hát du bài hát nghe não nề. À ơi, gió đưa bông cải về trời, mẹ con ta lại chịu đời đắng cay, cha con ác, móc mắt, phanh thây, ném giếng hoang để che đậy tội ác. Con cùng mẹ gánh vác nỗi đau này, xác chúng ta nằm chung với đá. Dưới giếng sâu lạnh lẽo lắm ai ơi, con thấy không, lòng dạ độc ác. Bà nội con chẳng khác chi quỷ dữ, khâu mồm mẹ từng mũi kim sâu. Con thấy không, lương tâm tàn nhẫn, đóng đinh lên da thịt mẹ này. Nên con đừng nghĩ chuyện buông tha, ta sẽ giết, giết từng đứa một. Chết đau đớn và chẳng vẹn nguyên. Cô gái ấy vừa dứt lời, cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Khanh,
khiến cho Khanh không còn giữ được bình tĩnh. Hắn hất văng mọi thứ, chén bát vỡ tan tành, hũ rượu thuốc đổ lên láng trên nền nhà. Dưới ánh đèn mờ mờ của nhà bếp, Khanh chợt nhận ra rằng ở dưới chân lúc này không phải là rượu mà là máu. Khanh hoảng loạn la hét, ôm đầu chạy như một kẻ điên. Bà Đỗ và Vân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nghĩ là Khanh đang say nên cũng mặc kệ. Cả hai dọn dẹp mớ hỗn độn rồi ai về phòng nấy. Vân với Khanh bây giờ cũng không dám ở phòng đó nữa, mà dọn hẳn sang phòng kế phòng bà Đỗ. Lâu nay vẫn để trống. Vân mở cửa, rón rén đi từng bước nhẹ nhàng vì sợ làm Khanh tỉnh giấc. Cô ngồi trước gương, ngắm lại nhan sắc đang phai tàn theo năm tháng. Đêm qua không ngủ, khiến mắt thâm quầng, da nhợt nhạt tái xanh, đôi môi cũng chẳng hồng hào như lúc trước. Vân đưa bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc mây ngày xưa, đã làm bao chàng trai rung động. Chợt nhớ ra điều gì, có vẻ như rất bí mật, cô liếc mắt kiểm tra, xem chính xác Khanh đã ngủ chưa rồi, thò tay vào túi áo, lấy một tờ giấy châm lửa đốt thành tro tàn. Cô lẩm bẩm, bí mật thì mãi mãi là bí mật, rồi nhếch mép nở một nụ cười trông thật nham hiểm. Nửa đêm đang ngủ ngon, Khanh cảm thấy hơi thở lạnh buốt của ai đó cứ phả vào mặt mình. Khanh hé mắt thì thấy Vân đang ôm hắn ngủ ngon lành, thế là anh ta nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng cái lạnh khiến hắn khó chịu, lọ mọ đưa tay đẩy Vân ra. Vô tình Khanh cảm thấy bàn tay đụng phải thứ gì đó ướt át nhầy nhụa. Bực mình, hắn mở hẳn mắt ra xem là thứ gì thì hơi ôi. Trước mắt Khanh lúc này không phải là Vân, mà là Thơm với gương mặt nát bét. Cô đang ôm khư khư lấy hắn. Ở giữa hai cơ thể là một đứa bé người không ra người, ngợm không ra ngợm, ruột gan thòng lòng ra ngoài. Mắt Thơm tuy chỉ còn là hốc mắt không tròng, nhưng Khanh cũng nhận ra rằng cô đang nhìn hắn. Cái miệng với đường khâu ngang dọc, đan chéo nhau, máu rỉ li ti trên những mũi chỉ. Khanh cố bình tĩnh hất cánh tay gầy guộc ra khỏi cơ thể. Hắn chạy lại phía học tủ, rút con dao nhỏ lăm le tiến lại gần giường. Hắn cố nhìn kỹ thêm một lần nữa, chính xác là Thơm. Khanh dùng hai tay giữ con dao thật chặt, bỗng một tiếng. Bà Đỗ nằm phòng bên nghe tiếng hét của Vân thì lật đật chạy sang, nhưng không kịp nữa rồi. Bà sững người khi thấy con dao đã cắm dọc trong hốc mắt phải của Vân. Khanh vẫn đứng đó cười khanh khạch, tỏ vẻ thích thú vô cùng. Cũng cái đêm định mệnh đó, tại một vùng quê nghèo sông nước miền Tây, ánh trăng vàng vọt trên nền trời sâu thẳm. Trước ngôi nhà mái lá là những cây dừa đang đung đưa tàu lá, những chú đom đóm lập lòe trong bóng tối. Không hiểu sao ánh đèn trong nhà cứ chập chờn tắt mở, tiếng chép miệng của bà Năm. Nhà có đàn ông mà cũng như không à, giờ này đi nhậu chưa về, thiệt tình với tía bay. Vừa lúc ấy thằng Tí reo lên, à, tía về má ơi, má đi dọn cơm ăn luôn má, tối giờ chờ tía con đói lắm rồi. Bay ra dìu ông vô, không thôi ông nằm ngoài sân phải khiêng vô như hôm trước, thì khổ thân má. Nói xong, cả bà Năm với thằng Tí lăng xăng chạy ra sân, hai người hai bên dắt ông Năm vô nhà. Ông Năm ngồi trên tấm phản gỗ đặt phía gian phải, cố dương mắt lên nhìn ra sân, mồm phả ra mùi men nồng nặc. Tí, mày ra gọi chị hai vào nhà tía biểu. Ủa, chị hai về hả tía? Nó ẵm cháu về đứng ngoài cổng kia kìa. Thằng Tí nghe vậy cũng mừng vì đã 2 năm rồi kể từ ngày lấy chồng, Thơm chưa một lần về thăm nhà. Mặt đang hớn hở bỗng xiêu lại. Tía lại nhìn gà hóa quốc rồi, 3 cái men rượu làm con mừng hụt à? Con ra tới ngoài rồi mà có thấy chị hai đâu? Không, tía có say hồi nào đâu. Lúc tía về tới cổng rõ ràng tía thấy chị bay đứng đó nhìn vô nhà. Tía biểu vô mà chị bay không chịu. Bà Năm đang dọn cơm nghe nhắc tới Thơm cũng lật đật bỏ giờ chạy lên hỏi. Ủa, con Thơm về hả ông? Má, má ngồi đó mà nghe tía dụ, con chạy ra ngoài có thấy bóng ma nào đâu. Bà Năm liếc mắt nhìn sang ông Năm thì ông đã ngáy khò khò từ lúc nào. Tía bay ngủ rồi, má với bay ăn cơm. Tối hôm ấy, không hiểu sao lòng bà Năm cứ như lửa đốt, trong người bứt rứt khó chịu, có điều gì đó khiến bà bất an. Bà chẳng thể tập trung vào chuyện gì, rửa chén thì chén vỡ, khâu áo thì gãy kim. Bà suy nghĩ chắc là do mệt quá nên đi vào buồng ngủ sớm. Canh 3 tiếng gà gáy in ỏi, có tiếng khóc thút thít và tiếng khóc ngoe ngoe ngoài sân. Bà mở cửa thì thấy Thơm đang đứng đó tay ẵm đứa con nít, nhìn non nớt lắm. Thơm con về sao không vào nhà lại đứng đây khóc? Thơm vẫn cúi mặt khóc, bà Năm cũng sụt sùi khóc theo. Có phải con về tối hôm qua rồi đúng không con? Thơm gật đầu. Bà Năm hỏi tiếp, đứa bé là con của con hả Thơm? Thơm gật đầu thêm cái nữa. Nhìn bộ dạng Thơm thì cũng biết con đang như thế nào.
Bà cắn môi tiếp tục hỏi câu nữa. Ở nhà chồng khổ lắm phải không con? Nghe bà hỏi, Thơm gật đầu và khóc to hơn. Bà Năm thương con muốn ôm lấy con vào lòng mà sao tay chân cứ đơ ra chẳng cử động được. Vào nhà, ẵm cháu vào nhà với má nghe con. Thơm từ từ ngước mặt nhìn lên, gương mặt tái xanh trắng bệch. Má ơi, con chết rồi, còn đâu? Câu nói khiến bà Năm òa lên khóc nức nở. Con đừng làm má sợ. Con chết rồi, còn đâu mà về? Cô quay lưng đi. Bà Năm đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp. Bà Năm đang chạy thì vấp phải mo dừa té bệt xuống đất. Bà giật mình tỉnh dậy mới biết là mình đang mơ. Bà suy nghĩ mông lung. Không thể nào là mơ được. Nó thật tới từng chi tiết, mặt vẫn còn nước mắt đầm đìa đây mà mơ gì chứ. Thơm ơi là Thơm. Vén tấm mảnh che buồng, bà đi lại chỗ ông Năm lay lay cái vai ngồi bệt xuống phản tỉ tê khóc. Ông Năm cũng dậy từ hồi nào rồi, tay gác lên trán như đang suy nghĩ điều chi. Bà đang lo cho con Thơm đó hử? Ừ, mà sao ông biết, tôi đã nói gì đâu. Cần gì bà nói, tôi cũng đang sốt ruột đây này. Hôm qua bà tin tôi đi, không phải là tôi say rượu nên nói linh tinh đâu. Bà Năm gật cái đầu. Giờ thì tôi tin rồi. Lúc nãy tôi nằm mơ thấy nó. Tôi bảo nó vô nhà mà nó không chịu. Nó cứ khóc rồi nói, con chết rồi, còn đâu. Tôi không còn chịu nổi nữa rồi. Ông Năm cũng nước mắt ngắn dài, cố trấn tĩnh vờ. Chỉ là mơ thôi, bà đừng lo quá, con sẽ không sao đâu. Cũng tại tôi, ngày trước biết thằng Khanh đang mê con Thơm, nên cứ nghĩ là nó giúp tôi kéo lại vốn. Ai ngờ một tay nó bày trò lừa tôi nợ nần chồng chất phải gả con Thơm để nó miễn nợ. Nếu không đam mê bài bạc, chắc giờ con Thơm với thằng Tư lấy nhau rồi. Giờ này trách thân thì được gì? Hay là ngày mai ông sang nhà cô Tám, mượn chiếc xe đạp rồi ông chở tôi lên thăm nó xem sao? Chứ cứ thế này tôi không chịu được. Ngày mai thằng Tý đi học rồi, đồng áng, ruộng vườn, bỏ không coi sao được. Mai bà cứ biên thơ, ba hôm nữa không thấy trả lời thì tôi chở bà đi. Chợt ngoài sân có tiếng bước chân lẹp xẹp. Bà Năm giật mình khi thấy anh Tư đang mếu máo. Tư, giờ này bay đi đâu sang đây? Con đang đuổi theo em Thơm. Ông Năm chồm người bật dậy. Bay nói sao? Con Thơm đâu? Cô Năm với bác Năm giấu con phải không? Con thấy em Thơm đứng trước cửa nhà con gọi thì em ấy quay đầu chạy, con đuổi nhưng không đuổi kịp. Con thấy em Thơm vừa chạy vào sân đây mà, hai người đừng giấu con nữa. Hai năm qua con nhớ em Thơm hóa giải khờ, nhớ tưởng chừng muốn phát điên, cho con gặp em một tí thôi rồi con về. Bà Năm chỉ biết đứng lặng người rơi nước mắt. Ông Năm cũng không biết giải thích thế nào để anh Tư hiểu. Bác không biết nói thế nào, nhưng thật sự con Thơm không có ở đây. Bác nói dối con phải không? Thơm ơi, em trốn ở đâu ra đây với anh? Lúc nãy anh thấy em khóc, có phải em không được hạnh phúc đúng không? Buông bỏ đi em. Ở đây với anh hứa bù đắp cho em. Chẳng cần chi giàu sang, anh đào ao thả cá, em cuốc đất trồng rau, chỉ cần thương nhau là đủ rồi em. Ra đây với anh đi, đừng trốn anh nữa mà. Vừa nói, anh Tư vừa chạy vén màn các buồng tìm kiếm, chạy xuống gian bếp, chạy ra sau hè, nhưng cũng chẳng thấy Thơm đâu. Anh quỳ xuống đất ôm đầu khóc hu hu như một đứa trẻ. Quay trở về với những con người tàn độc, bà Đỗ sững sờ, không tin vào mắt mình. Bà hít thật sâu đi lại chỗ Vân. May quá, Vân còn sống. Còn sống ư? Giết, tôi phải giết. Khanh lao vào như con mãng thú đang khát máu, đưa tay định bóp cổ Vân. Đừng Khanh, con làm gì vậy, buông tay ra. Má, con Thơm đó, để tôi giết nó. Con khùng hả, là Vân không phải Thơm. Không, là cô ta, là Thơm. Bà Đỗ hét lớn, tát vào mặt Khanh. Con nhìn kỹ đi. Khanh lắc lắc cái đầu, nghiến răng ken két. Là Vân. Không, sao lại Vân, rõ ràng là Thơm mà. Má bây giờ phải làm sao, cổ có sao không má? Khanh như mất hết bình tĩnh, tưởng rằng Vân đã chết nên cũng buông lời tàn nhẫn. Hay là mình ném cổ xuống giếng luôn đi má? Tôi không muốn vào tù. Con bình tĩnh nghe má nói, Vân chưa chết, Vân chỉ bị ở con mắt thôi thì sao chết được, cùng lắm là bị hư con mắt đó. Con nên nhớ rằng, má chỉ có con là duy nhất. Vân đang mang bầu con của con, cháu của má, nhất định gia bảo phải sinh ra. Con đi lấy bông băng, thuốc qua đây má vệ sinh sát khuẩn vết thương. Tối hôm ấy trời lại mưa tầm tã, tiếng gió rít nghe như xé lòng, tiếng ve sầu của mùa hè lại kêu nghe sầu thảm, rồi tiếng cười the thé ngoài giếng hoang, tiếng Vân khóc thút thít trong phòng. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào bi thảm như hôm nay, cứ tưởng sẽ sống trong nhung lụa, được cung phụng nương chiều, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ khuyết tật. Cô nức nở.
Tại sao không đâm hai mắt của tôi luôn đi? Để lại làm gì một con, để tôi phải thấy gương mặt xấu xí của tôi lúc này. Bà Đỗ và Khanh bước vào. Bây giờ cũng đã 5 giờ sáng, nhưng do trời mưa, nên trời còn tối lắm. Không nhìn đồng hồ thì cũng nghĩ bây giờ đang độ 1-2 giờ đêm thôi. Con thấy trong người thế nào? Má dày thằng Khanh rồi, nó mộng du. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà ảnh hưởng đến con. Bỗng nhiên cả ba người giật mình khi thấy bóng trắng ở góc phòng. Cái bóng đứng xoay mặt vào trong tường, nhìn kỹ ra thì chính là Thơm chứ không phải là ai hết. Cô là ai? Tao là kẻ nằm dưới giếng. Cô muốn gì? Muốn chúng mày chết? Bà Đỗ cúi đầu quỳ bệt xuống đất, đập đầu lia lịa. Con tha cho gia đình má đi, con cần gì má cúng cho con. Cúng mạng chúng mày cho tao đi. Câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm cho cả ba người phải rùng mình. Chợt cái bóng trắng xoay mặt lại, cả ba người giật thót tim. Gương mặt nhầy nhụa thối rữa. Thơm tiếp tục nói. Chúng mày muốn cháu, cháu mày đây này. Vừa nói xong, thì trên vai bà Đỗ xuất hiện một đứa con nít. Phải nói gương mặt y chang Khanh, nếu như không có bộ ruột thòng lòng ra ngoài, thì đứa bé trông đáng yêu lắm. Bà Đỗ như chết đứng. Đứa bé phát ra mùi hôi thối nồng nặc, hòa với cái mùi tanh tưởi của máu, khiến bà chẳng tài nào chịu được. Khanh chạy lại đưa tay bóp cổ Thơm, nhưng bị một lực vô hình cản lại, khiến hắn ngã nhào ra đất. Má xin lỗi, tha cho gia đình má. Má không biết con có con, má xin lỗi, bà Đỗ gào thét. Vân và Khanh lúc này cũng quỳ xuống van xin. Thơm mỉm cười. Trước lúc tụi mày chết, tao cho tụi mày biết một bí mật. Bí mật về đứa cháu cưng. Thơm đưa tay lên hoa nhẹ một cái đèn trong phòng bỗng tắt tối om, duy nhất chỉ có chiếc gương ở bàn trang điểm đang lóe lên phát sáng. Ở trong gương là viễn cảnh quá khứ. Thơm đang hí ha hí hửng, vừa cười vừa đi vào phòng Vân. Vân ơi, anh Khanh đâu em? Anh vừa đi ra ngoài, kiếm ảnh chi vậy? Chỉ có chút chuyện, chắc anh vui lắm, nhà mình năm nay có tin vui liên tục. Tin vui gì? Chị có thai rồi em ạ, hi hi. Gì, có thai? Chị ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ chút. Thơm vừa ra khỏi phòng, Vân đùng đùng nổi giận, ném luôn cả ly nước xuống nền, răng nghiến chặt. Ta là bà cả, nếu ta có thai thì coi như sau này mình sẽ mất tất cả, không được. Nhất định phải tìm cách xô ta mới được. Thơm đang quét sân thì nghe tiếng gọi, cô ra mở cổng thì thấy một gã đàn ông, nước da ngăm đen, thân hình đô con, hắn cất giọng. Xin hỏi, đây có phải là nhà Đỗ Khanh không ạ? Đúng rồi, anh cần gặp chồng tôi ư? Không, tôi muốn cô gửi bức thư này cho cô gái tên Vân, vợ bé cậu Đỗ Khanh. Thưa ông, tôi không biết ông là ai, có đáng tin hay không, nên tôi không dám. Tôi nghĩ rằng chắc cô cần bức thư này hơn là Vân. Tại sao? Vì đó là chứng cứ để đuổi Vân ra khỏi nhà. Tôi chưa từng muốn điều đó. Tôi không tin. Thơm quay lưng định đóng cửa, thì gã đàn ông cau mày, đẩy cửa ra. Nếu như cô không lấy, thì tôi sẽ đưa cho Đỗ Khanh. Lúc đó tôi không biết rằng mạng sống của Vân có được đảm bảo không. Cô hiểu rõ tính chồng cô mà. Ông, hù dọa đấy à? Khanh sẽ không làm gì Vân đâu. Vân đang mang thai con của Khanh đấy. Ha, con của Khanh ư? Thôi được rồi, cô cho tôi xin ít tiền, cô sẽ được biết nội dung bức thư này. Thơm lấy trong túi áo ra một ít tiền đưa vào tay hắn. Cô cầm bức thư tay run run. Quay lưng lại thì sững sờ khi thấy bà Đỗ đứng đó. Thư ai vậy con? Dạ, của má con gửi thưa má. Khỏi nói cũng đoán được, mới thấy rúi tiền đó chứ gì nữa. Cái gia sản này từ từ cũng chui hết qua nhà cô à, bực cả mình. Vừa dứt câu bà Đỗ vùng vằng bỏ đi. Thơm cầm bức thư vào phòng, đóng chặt cửa mở ra xem. Cô bịt mồm sợ sẽ kêu thành tiếng. Khanh mà phát hiện ra thì nguy cho Vân. Thơm đứng dậy lật đật sang phòng Vân. Vân, nói chuyện với chị một chút. Chuyện gì nữa? Đang mệt mà chuyện gì? Chuyện quan trọng về cha đứa bé trong bụng em. Vân giật mình, chạy lại đóng chặt cửa. Chị nói gì? Cha đứa bé trong bụng tôi là Khanh. Không, em nói dối. Tôi không nói dối. Tại sao em lại làm như vậy? Em có biết tội nghiệp cho đứa bé lắm không hả? Chưa kể đến chuyện gia đình này biết chuyện em sẽ sống ra sao. Chị nói linh tinh gì đấy? Tôi không hiểu. Vân nhìn thẳng mắt chị này. Chiều nay gã đàn ông kia đã đến đây tìm em. May mắn Khanh không có ở nhà. Anh ta đã đưa cho chị một bức thư. Và chị đã biết hết mọi chuyện. Không, không thể nào. Vân, em nghe chị sẽ cho em một số tiền. Em trốn khỏi đây. Sinh và nuôi đứa bé khôn lớn. Chị sợ Khanh biết chuyện thì sẽ...
đưa bức thư đây. Có phải chị muốn dùng nó để đuổi tôi ra khỏi nhà phải không? Vân giật bức thư trên tay Thơm và đẩy cô té ngã ra đằng sau. Đầu Thơm đụng phải những mảnh vỡ của chiếc ly lúc nãy. Vân ném, khiến máu chảy lên láng. Thơm bất tỉnh nằm trên sàn nhà. Vân sợ hãi òa lên khóc. Đúng lúc đó, Khanh bước vào. Chuyện gì thế? Anh ơi, chị ta muốn cho em uống thuốc độc. Chị ta muốn hại con mình. Em chỉ xô chị ấy té. Chiếc ly thuốc độc chị ấy cầm trên tay rơi xuống nền, khiến chị ấy bất tỉnh. Má nó, dám hại con tao hả? Vừa nói Khanh vừa giở thói côn đồ, vớ lấy bình hoa thủy tinh trên bàn đập vào đầu Thơm lia lịa. Cho đến lúc hắn bình tĩnh lại thì Thơm đã tắt thở. Chiếc gương tối lại không còn sáng nữa. Cả Khanh và bà Đỗ tức giận quay sang Vân đánh tới tấp, rồi cầu xin Thơm tha mạng. Thơm đứng đó, đôi mắt không tròng trông thật đáng sợ. Rồi sau đó như thế nào? Chúng mày đều biết. Quay mặt sang bà Đỗ, Thơm nói tiếp. Mày ác lắm. Chính mày là kẻ tiếp tay gây cho cả tao và con tao phải chịu đựng những nỗi đau thống khổ. Bây giờ còn trơ trẽn, xin tao tha mạng. Thơm ơi, thực sự má không biết con có thai. Là tại nó, không phải do má, là tại con Vân. Nó đã xúi má với thằng Khanh mọc mắt, khâu mồm con. Con kêu thằng bé xuống được không? Má má sợ lắm. Mày coi tao là con à? Ha ha, thật nực cười. Chúng mày muốn cháu lắm mà. Thơm trợn trừng mắt hét lên. Bế và hôn nó nhanh, nếu không mày sẽ chết. Bà Đỗ nước mắt giàn giụa, cơ thể run bần bật, đưa tay lên vai bế đứa bé xuống. Tay bà đụng phải bộ lòng đã chảy nước vàng. Bà chết tiếng người, nhưng cũng phải cúi xuống hôn vào gương mặt đứa bé. Cái gương mặt quỷ dị vô cùng. Bỗng dưng đứa bé nó cười mà miệng ngoác ra tới mang tai. Vân chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Chị Thơm, em xin lỗi, em đã quá tham vọng. Em tham vọng đến nỗi lương tâm bị chó cắn. Em cố gắng cũng chỉ để có cuộc sống đầy đủ. Nhưng em đã đi quá xa. Em đã sai, sai nhiều lắm. Bây giờ em đã trở thành kẻ thất bại. Phải chi em nghe chị? Thơm gào lên. Im. Là mày. Chính mày là nguyên nhân. Mày quá ích kỷ. Con người mày quá tham lam tàn độc. Tất cả chúng mày đều phải đền tội. Liếc mắt nhìn Khanh, Thơm nói tiếp. Mày có muốn sống không? Nghe câu hỏi Khanh như kẻ sắp chết đuối mà nhặt được phao. Tôi muốn. Vậy hãy giết bà ta theo cách mà mày cho là tàn nhẫn nhất. Không, má tôi, xin đừng giết má tôi. Nhanh. Nếu không mày sẽ chết theo cách mà tao cho là tàn nhẫn nhất. Mày chọn cách nào? Được, tôi sẽ giết. Má ơi, có kiếp sau tôi báo hiếu má. Bây giờ tôi phải sống, tôi không muốn chết. Bà Đỗ khóc nghẹn ngào, nhìn Khanh nói những lời cuối cùng. Nếu như má chết mà con được sống, thì má cũng cam lòng, giết má đi. Khanh cầm con dao lên tay, tiến lại gần bà Đỗ. Thơm hét lên. Hãy nhớ là phải giết bà ta chết từ từ. Chết đau đớn, chết không toàn thây. Tao muốn mày móc mắt bà ta như đã từng móc mắt tao. Và phải móc sống. Khanh không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn lấy hết can đảm, đưa bàn tay thô ráp lên mặt bà Đỗ, vuốt nhẹ. Cả hắn và bà Đỗ đều khóc. Hình như đến bây giờ Khanh mới cảm thấy hối hận. Vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thổ lộ cử chỉ yêu thương. Cũng chưa lúc nào báo hiếu cho bà Đỗ. Má, tôi xin lỗi. Nói xong, hắn chọc thẳng ngón tay lút sâu vào hốc mắt bà Đỗ, rồi móc ngược ra ngoài. Tay của hắn dính đầy máu. Hắn hoảng sợ khi nhìn thấy trong mắt nửa trắng nửa đen đang nằm trong tay hắn. Tiếng Thơm cười ha hả, tiếng bà Đỗ hét to, tiếng Vân khóc thút thít, tiếng Khanh thở hổn hển, tất cả lẫn lộn hòa vào tiếng gió rít gào ngoài kia. Tiếp nữa đi. Sao lại đứng yên? Nhiều đó nhằm nhò gì so với nỗi đau tao đã chịu. Mày muốn chết hay không? Nhanh. Khanh lại tiếp tục móc thêm con mắt còn lại. Bà Đỗ gương mặt đầy máu, hai hốc mắt bây giờ chẳng khác gì hốc mắt của Thơm. Miệng bà thều thào không nói được lời nào, hai chân không còn đứng được, quỳ sụp xuống đất. Nhường như Thơm đã chịu quá nhiều đau khổ, nên bây giờ trong lòng chỉ toàn là thù hận. Chưa hả hê, Thơm lại lên tiếng. Tiếp đi, xé toạc miệng bà ta ra, để kiếp sau có làm người thì bớt nói những lời cay nghiệt. Ha ha. Khanh run run tay cầm con dao thật chặt. Hắn nhắm mắt rạch toác một đường từ miệng ra tới mang tai. Bà Đỗ hét lên thảm thiết, quằn quại lăn lộn trên nền nhà. Mặt mày đẹp lắm. Ha ha, đẹp y như mặt tao vậy đó. Sao lại dừng, tiếp nữa đi. Cắt luôn lỗ tai để khỏi nghe lén người khác nói chuyện. Nhanh lên nào. Khanh như bị thôi miên, bây giờ hắn điên loạn. Đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bà Đỗ. Hắn lanh tay cắt phăng hai lỗ tai. Bà Đỗ không chịu được nữa, ngất lịm. Ngất rồi lại mất vui. Mày làm cho bà ta tỉnh lại rồi mình chơi tiếp. Trò chơi đang hay.
Khanh lấy nguyên cả thau nước rửa chân hôm qua tạt thẳng vào mặt bà Đỗ. Cả máu và nước lẫn lộn lênh láng khắp phòng. Bà Đỗ ngừng đầu lom khom bò dậy, tay loạng choạng mò mẫm xung quanh. Ha! Tỉnh rồi, trò chơi lại bắt đầu. Bẻ răng bà ta đi. Nhanh nào! Khanh chạy lại lấy cây kìm trong học tủ. Hắn bây giờ khao khát được sống, nên tàn nhẫn làm mọi chuyện chỉ để Thơm tha mạng. Hắn nghiến răng dùng hết sức bẻ lần lượt từng chiếc răng. Đến lúc này bà Đỗ chẳng còn sức để kêu la. Bà thoi thóp thở. Bây giờ giết bà ta đi. Cây dao cắm ngay đỉnh đầu. Bà Đỗ chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tắt thở. Thấy bà Đỗ chết nhưng Khanh lại cười. Hắn cười vì nghĩ rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tốt, hắn sẽ được sống. Vân hoảng sợ khi nhìn thấy tất cả. Cô ôm khư khư cánh cửa quỳ xuống cầu xin. Em xin chị, em sai rồi chị ơi. Chị đã từng rất thương em, chị dù lòng tha em lần này nữa không? Chị ơi, em có thai. Vậy sao mày biết tao có thai lại âm mưu hại tao, khiến cho mẹ con tao chết thảm? Chị ơi, em biết sai lầm của em không thể nào tha thứ được. Em xin chị đứa trẻ không có lỗi. Đúng, đứa trẻ không có lỗi nên tao sẽ tha cho nó, còn mày thì không. Tao chỉ lấy đi cái lưỡi để mày khỏi đi hại người. Thơm liếc mắt cho Khanh ra lệnh. Như hiểu ý, Khanh bóp chặt miệng Vân, một nhát một lưỡi Vân đã rơi trên nền nhà. Vân chỉ kịp la lên rồi ngất hẳn. Khanh quay mặt sang nhìn Thơm rồi hắn nói. Xong rồi, cô tha cho tôi. Ừ, thì tha. Khanh vui mừng cười hà hê, không ai để ý đến phía ngoài cửa sổ. Sen đã đứng đó từ hồi nào. Sen chẳng nhìn thấy Thơm, Sen chỉ thấy Khanh điên loạn giết người rồi ôm đầu cười ha hà. Tim cô đập mạnh, như bản năng quay lưng chạy thật nhanh về phía cổng, vừa chạy vừa la lớn. Cứu người, cậu Đỗ Khanh điên rồi. Hàng xóm quanh khu đó nhốn nháo chạy vào coi. Khi vừa vào tới cửa, họ thấy Khanh dùng dao tự đâm tới tấp vào mắt, vào miệng, vào đầu rồi lăn đùng ra chết tức tưởi. Khi cơ quan thẩm quyền vào cuộc thì dĩ nhiên rằng người ta kết luận Khanh bị tâm thần nên giết bà Đỗ và hại Vân. Họ cho niêm phong tất cả nhà cửa tài sản vì Vân chưa chính thức làm vợ của Khanh nên không có quyền thừa hưởng. Còn Sen, cô bé ngây thơ vẫn đang chắp tay vái trời khi Thơm không ở nhà. Sen đâu biết rằng Thơm đã chết nên khai là mợ hai đã về quê nên thoát mạng. Tin đồn nhanh như chớp, ở gần nhà Thơm có bà cô vừa đi chợ huyện về nên nghe ngóng được mọi chuyện. Thế là chỉ vài giờ đồng hồ sau thì cả vợ chồng ông Năm, thằng Tí và anh Tư đều khóc nức nở. Bà Năm nghẹn ngào. Thôi, cả nhà mình đi nhanh còn kịp. Cô Tám bảo là người vợ có thai may phát hiện kịp thời nên bị cắt lưỡi và móc mắt. Còn sống ông ơi, vợ thằng Khanh thì con Thơm chứ ai nữa. May mắn nó còn sống, mình đi đón con về chăm sóc. Ừ, tôi nghe cô Tám nói bây giờ nó được ở nhà hàng xóm quanh đó. Thằng Tí coi nhà, cho tía má đi nghe con. Anh Tư khóc lóc ôm đầu trách bản thân ngày xưa không chịu nghe Thơm bỏ xứ mà đi, để bây giờ Thơm phải chịu đau đớn. Con đi với, hai bác cho con theo. Con không thể nào ở đây trong khi em Thơm không biết như thế nào. Thế là cả ba người vừa khóc vừa đèo nhau đi trên hai chiếc xe đạp cũ. Ông Năm sức chẳng bằng anh Tư nên bà Năm được anh Tư đèo. Cả ba người sáng giờ đã ăn gì đâu, vừa đói vừa mệt, nhưng nhất định không chịu nghỉ chân. Đến nơi thì trời cũng chập choạng tối. Bà Năm quỳ xuống bên chân bác hàng xóm khóc thút thít. Ơ chị, đứng lên có gì nói, sao lại quỳ? Thưa chị, tôi nghe sáng nay bên nhà bà Đỗ xảy ra chuyện đau lòng. Tôi là má của cháu đang được nhà chị đưa về chăm sóc. Tôi xin cảm ơn chị cho tôi xin đón cháu về. À, hàng xóm giúp nhau. Ủa, nhưng mà lúc trước Vân về làm dâu tôi hỏi cháu bảo cháu mồ côi mà, sao bây giờ lại có má? Vân nào? Là vợ bé của Khanh đó bà. Cái gì? Vợ bé, thằng Khanh có vợ bé ư? Thơm ơi là Thơm, sao chuyện như thế lại không nói cho tía má nghe, sao con chịu đựng một mình thế hả? Trời ơi là trời. Ông Năm cũng khóc không ngừng cả tiếng. Anh Tư thay lời hỏi tiếp. Thưa bác, vậy họ chỉ tìm ra xác của bà Đỗ và Khanh thôi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, còn cô Thơm nghe nói về quê ba hôm rồi. Cái gì? Về quê? Chúng tôi là người nhà của Thơm, Thơm chưa từng về nhà. Bác cho con và hai bác đây được gặp cô Vân hỏi chuyện được không ạ? Gặp thì được, nhưng tôi e cô ấy không nói được nữa rồi. Đúng như lời người hàng xóm nói, Vân chẳng còn nói gì được. Cô chỉ ra hiệu cho anh Tư dìu cô để cô chỉ chỗ xác Thơm. Tất cả mọi người xách đèn thổi đuốc đi theo Vân qua nhà bà Đỗ. Vừa sang tới cổng thì đã thấy lập lòe ánh sáng của hai chú đom đóm. Kỳ lạ thay,
Hai chú đom đóm cứ bay quanh ông bà Năm và anh Tư. Gần tới chỗ, Vân chỉ tay về phía cái giếng hoang rồi gật đầu lia lịa. Vợ chồng ông Năm gào khóc ôm lấy thành giếng, còn anh Tư chỉ biết đau đớn la hét gọi tên Thơm. Phải một lúc sau mới bình tĩnh cùng mọi người xuống giếng đưa xác Thơm lên. Tất cả mọi người đều phải thảng thốt khóc nức nở khi chiếc bọc đen được mở ra. Trời ơi là trời! Tôi đã gây ra chuyện gì khiến con tôi phải chết thảm thương như thế này? Tại ông là tại ông đam mê cờ bạc để con gái tôi phải chết thảm. Cháu đã mất rồi, chị giữ gìn sức khỏe còn lo hậu sự cho cháu, chứ giờ trách anh cũng đau được gì. Bác hàng xóm ôm bà Năm tỏ vẻ thương xót. Thế là cuối cùng, xác mẹ con Thơm cũng được đưa về nhà, mộ yên mã đẹp. Ngày ngày anh Tư vẫn ra thăm mộ Thơm đều đặn, kể cho Thơm nghe những câu chuyện đời thường và đặt lên đó một bó hoa giấy, loài hoa mà ngày xưa Thơm thích nhất. 3 tháng sau, Vân sinh được một bé trai kháu khỉnh, nước da đen lì, đôi mắt long lanh như hòn bi ve. Đứa bé được 2 tháng tuổi thì cô ôm đứa bé rời đi, mặc dù hàng xóm rất lo lắng và khuyên cô ở lại, cô cũng không đồng ý. Bên bờ sông, gã đàn ông lúc trước đã từng đến tìm Vân ở nhà Khanh, đang khoanh tay đứng thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Chợt Vân tiến lại gần khiến gã ta giật mình. Anh có nghe vụ thảm sát Đỗ gia, nhưng không nghĩ em lại ra nông nỗi này. Còn đâu gương mặt xinh đẹp ngày xưa? Phải chi ngày đó, em đừng ham giàu sang bỏ rơi anh thì đâu phải đau đớn thế này. Đây là cái kết cho kẻ bội bạc. Vân im lặng, nước mắt từng dòng ướt đẫm khuôn mặt dị hợm. Cô trao đứa bé cho gã đàn ông và quay lưng rời đi. Cô ôm ngực khóc tức tưởi. Trời càng về khuya càng lạnh, Vân cứ bước từng bước vô định trong màn đêm sương phủ. Chợt, ở đâu hai gã thanh niên đang trong cơn ma men bế xốc cô vào bụi rậm. Cô la hét rồi lịm đi. Sáng hôm sau, mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng, trời như lốc xoáy quật đổ cây cối, không một ai dám ra đường. Vân nằm đó thoi thóp thở, cơ thể run lên bần bật vì lạnh. Rầm, một tiếng, cây cổ thụ bên lề đường đổ xuống, xác Vân chẳng còn nguyên vẹn, não văng tung tóe, ruột gan phèo phổi bày nhầy, máu lên láng hòa vào dòng nước mưa xối xả. Thế là xong. Oan nghiệt những kiếp người tàn độc, lấy sắc lấy dục để phá hoại gia đình người khác, nhằm đạt được mục đích cá nhân, rồi cũng chết đi trong nhục nhã ê chề, sống ích kỷ, rồi chết đi cô đơn lạnh lẽo, sống mưu mô thủ đoạn, tính toán hại người, rồi chết đi mà chẳng được vẹn nguyên. Chuyện đến đây là hết. Đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh YouTube này để được xem video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.